Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe địa hình Mosso 630XC. Đây là một mẫu xe được trang bị nguyên một bộ group DOG và giảm và sóc hơi các bác nhé, giảm sóc hơi DOG cả cụm phanh luôn. Đây là một chiếc xe full cấu hình của DOG rất là cao cấp. Giờ em sẽ đi vào đánh giá kỹ chiếc xe. Vâng, và chiếc xe Mosso 630XC được sử dụng một bộ khung siêu nhẹ của aluminum 7005 các bác nhé. Thông thường thì em chỉ về những chiếc xe mà qua bộ khung của 6061 thôi. Đây là một chiếc 7005 Superline siêu nhẹ, mẫu xe địa hình siêu nhẹ Mosso 630XC. Chiếc xe đặc biệt được trang bị nguyên một bộ group của DOG từ cả cụm phanh các bác nhé. Bình thường là về những cụm phanh chỉ Shimano thôi. Đây DOG rất là cao cấp rồi. Quay cụm phanh các bác xem trước. Đây DOG đây. Phanh dầu thủy lực. Chiếc xe có tông màu là trắng, đỏ đen. Yên của WTB, yên hiệu. Có yên Mosso engine trên xe. Chữ M là biểu tượng của hãng Mosso Pro. Xe được trang bị củ đè của Shimano DOG, đùi đĩa trục rỗng của DOG. Và giảm sóc hơi. Sóc hơi thôi nhé. Đây nó xả hơi. Không hơi. Xả hơi và bơm hơi đều vào cái lỗ này. Và điều đặc biệt chiếc xe được trang bị một tay nắm sừng trâu rất là to, to bảng. Cầm rất là tiện dụng các bác mà đổ đèo. Cầm hai bên này. Rất hiếm khi em về những chiếc xe địa hình mà có tay nắm sừng trâu dài và to nha. Cái bên trên đây thì chiếc xe được sử dụng một tay bấm xà của Shimano DOG 10 tốc độ. Bên lip 3 tốc độ và 30 tốc độ các bác thay đổi. Phanh đĩa dầu thể lực của Shimano DOG. Nguyên một bộ group của DOG luôn. Đây là phanh trước của xe của DOG. Xe được sử dụng vâng, thông số lốp là 26 x 1.75. Vành nhôm 2 lớp các bác nhé. Vành nhôm 2 lớp 6061 siêu nhẹ. Với chiếc xe được trang bị bộ khung của 7005 và bộ vành 6061. Vâng. Vâng, như các bác thấy thì đây được trang bị bộ vành phản quang. Vành phản quang giúp các bác đi những đường tối thì sẽ bớt sự nguy hiểm đi. Còn lốp Small Block S này, em vừa check, vừa kiểm tra trên mạng thì đây là một bộ lốp hiệu của dòng Kenda. Lốp tốt nhất của dòng Kenda các bác nhé. Giúp tăng bộ độ bám đường. Vâng.
Dưới khung đây thì có mã QR của hãng Mosso 630XC. Vâng, bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao không đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao đứng là 42. Khung ngang là 51 các bác nhé. Của từ 1m6 đến trên 1m7, 1m73 đi với chiếc xe này. Xe được trang bị 10 tầng lít của Shimano DOJ. Chủ đề của Shimano DOJ luôn. Đèn lít. Đến tay phải em là bộ đùi đĩa 3 tầng của DOJ. Chúng đi ngay. Đặt lên đĩa. Đặt đĩa của DOJ luôn. Nguyên một bộ của lúc của Shimano DOJ. Xe chuyển động rất tốt các bác nhé. Không một lỗi chi tiết nhỏ nào cả. Thì chiếc xe được trang bị bộ khung siêu nhẹ của 7005 aluminum. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Mosso 630XC. Xe được trang bị nguyên một bộ group của Shimano DOJ, giảm sóc hơi và bộ khung siêu nhẹ 7005. Chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá là 9 triệu miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem những hình chi tiết đấy xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.